Xin chào, tôi là dược sĩ Trang Nguyễn và hôm nay rất vui khi trở lại và đồng hành cùng tất cả các bạn trên chuyên mục Làm Đẹp ngày hôm nay. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách điều trị mụn cám đơn giản, hiệu quả, tốt nhất ngay tại nhà. Các bạn có lo lắng về vấn đề mụn cám hay là bất kỳ các nốt mụn nào trên gương mặt của chúng ta hay không? Bạn có thấy cảm thấy là tại sao ở hai vùng này của chúng ta mụn cám nổi lên rất là nhiều, hoặc đơn giản là cánh mũi hoặc là sống mũi của chúng ta lúc nào cũng thấy mụn cám cả? Làm sao để tiêu diệt những loại mụn đáng ghét này trên gương mặt của chúng ta, loại bỏ đi hoàn toàn một cách hiệu quả từ những cái thành phần đơn giản ngay tại nhà mà chúng ta hoàn toàn có thể bắt gặp được? Nếu như bạn quan tâm về vấn đề này, loại bỏ mụn cám hiệu quả đơn giản ngay tại nhà, thì chúng ta không thể bỏ qua video mà Trang chia sẻ ngày hôm nay đến cho tất cả các bạn. Thì bật mí luôn cho tất cả các bạn là có rất nhiều những phương pháp để loại bỏ mụn cám trên gương mặt của chúng ta một cách đơn giản và hiệu quả, nhưng Trang sẽ tổng kết lại 7 bí quyết loại bỏ mụn cám cực kỳ đơn giản, hiệu quả, và những phương pháp này đã được thực nghiệm rất là nhiều. Có nghĩa là rất nhiều người đã áp dụng theo và thấy được cái hiệu quả tích cực mà nó mang đến, thì Trang mong muốn sẽ chia sẻ đến tất cả các bạn. Đầu tiên chúng ta có thể nói đến dầu ô liu. Các bạn sẽ hỏi Trang là dầu ô liu tại sao lại giúp loại bỏ mụn cám được? Bởi vì cái hoạt chất phenolic có bên trong dầu ô liu thì có tính kháng viêm, chống oxy hóa cực kỳ tốt. Nó sẽ giúp cho cái làn da của chúng ta trở nên thông thoáng và lỗ chân lông không bị bít tắc. Cho nên từ đó sẽ hạn chế được cái sự tích tụ những cái bụi bẩn bên trong da sẽ hình thành nên mụn, nhất là mụn cám. Thì các bạn yên tâm về vấn đề nó, và cách sử dụng vô cùng đơn giản. Chúng ta chỉ cần một lượng dầu ô liu nguyên chất, sau đó bạn cho vào lòng bàn tay và chúng ta sẽ xoa nhẹ và massage đều trên khuôn mặt của chúng ta. Bạn massage theo chiều kim đồng hồ khoảng 10 đến 15 phút, bạn sẽ kiểm tra lại thấy da tay của chúng ta tại sao nó có phần nhám nhám. Đó chính là mụn cám đã được tẩy đi trong quá trình bạn thực hiện trên gương mặt. Nhưng hãy nhớ là massage nhẹ nhàng bạn nhé, không nên chà sát quá vì nó sẽ làm tổn thương da của chúng ta đó. Và cách thứ hai đó chính là chúng ta sẽ sử dụng nha đam. Các bạn hãy lấy cái phần màu trắng của nha đam để chúng ta đắp lên những vùng có mụn cám. Bạn lưu lại trên da khoảng 15 phút, sau đó chúng ta rửa sạch. Và bạn thực hiện đều đặn mỗi tuần từ 2 đến 3 lần để bạn thấy được hiệu quả tích cực. Nha đam thì nó lại giúp cho mọi người là tẩy đi tế bào chết, loại mụn cám sạch sâu và mang lại cái vùng da của chúng ta trở nên ẩm và mịn hơn, cũng như là làm sáng làn da. Nếu như bạn đắp được hết mặt thì chúng ta sẽ đắp hết cả mặt. Nhưng hãy nhớ là nha đam rất dễ bị kích ứng, nếu như mà bạn nào không hợp thì nó sẽ bị đỏ, mẩn đỏ. Cho nên trước khi sử dụng thì bạn nên test thử ở vùng da dưới cổ. Vùng da này thì nó sẽ tương đồng hơn với vùng da mặt của chúng ta. Tiếp theo, cách thứ ba đó chính là chúng ta sẽ sử dụng nước ép cà chua, hoặc là bạn sắc lát cà chua ra cũng được. Sau đó chúng ta massage nhẹ trên mặt theo chiều kim đồng hồ từ ngoài vào trong, để chúng ta cảm thấy được rằng cái cơ mặt của chúng ta sẽ được săn chắc hơn, sáng mịn hơn. Sau khi massage xong thì bạn nên rửa mặt lại cùng với nước sạch và chúng ta dùng khăn lau khô đi. Bạn có thể kiềm ẩm lại cho da bằng toner. Cách thứ tư đó chính là chúng ta sử dụng giấm táo. Nếu nhà bạn có sẵn giấm táo thì chúng ta sẽ khoa theo tỷ lệ 1:1, có nghĩa là 1 muỗng giấm táo vào 1 muỗng nước lọc. Chúng ta sẽ trộn đều lên và chúng ta sẽ dùng toner để bạn lau đi những phần mà có mụn cám đó. Và chúng ta lau và chúng ta để đó cho nó khô lại như vậy, và bạn có thể lau mặt lại cùng với nước sạch là được, hoặc bạn để qua đêm luôn cũng được. Và cách thứ năm đó chính là chúng ta sẽ sử dụng nước ép dưa chuột. Nước ép dưa chuột thì cực kỳ tốt, vừa làm trắng da, vừa hỗ trợ điều trị mụn cám cực kỳ hiệu quả và đơn giản ngay tại nhà. Bạn hãy sử dụng như là một loại mặt nạ tốt nhất cho làn da của chúng ta, thực hiện đều đặn mỗi tuần từ 2 đến 3 lần để bạn cảm nhận được hiệu quả tích cực nhất. Và loại mặt nạ thứ 6 và chúng ta dường như rất quen thuộc đó chính là nước cốt chanh.
Bạn cho nước cốt chanh lên bông tẩy trang, sau đó chúng ta lau ở những phần có mụn cám để loại bỏ đi mụn cám. Bên cạnh đó nó còn hỗ trợ loại bỏ mụn đầu đen một cách tốt nhất nữa. Cho nên là các bạn hãy sử dụng ngay từ hôm nay bạn nhé. Và thứ bảy đó chính là chúng ta sẽ sử dụng vỏ chuối chín. Ở đây thì Trang hay thường sử dụng vỏ chuối già chín. Chúng ta đừng vứt vỏ đi nhé. Sau khi cái ruột chúng ta ăn xong thì chúng ta chừa cái vỏ lại và bạn sẽ cắt thành những cái đoạn vừa tay, khoảng 5cm là được. Sau đó bạn sẽ lấy cái vỏ đó, bạn massage lên những vùng nào mà có mụn cám hoặc là mụn đầu đen đó. Chúng ta cứ massage như vậy một cách nhẹ nhàng và đến khi nào thấy cái vỏ chuối đổi màu đi thì các bạn đã là xong. Và chúng ta sẽ lấy miếng khác chúng ta thực hiện như vậy. Và hãy thực hiện đều đặn mỗi tuần 2 đến 3 lần để bạn cảm nhận được hiệu quả tốt nhất bạn nhé. Và để loại bỏ mụn cám hay mụn đầu đen hoặc các loại mụn khác trên gương mặt của chúng ta thì trước hết bạn phải chọn cho mình được một dòng sữa rửa mặt dịu nhẹ phù hợp với làn da. Nhất là nên chọn những sữa rửa mặt có tinh dầu tràm trà thì sẽ tốt hơn. Nó có tính kháng viêm, kháng khuẩn và hạn chế sự hình thành mụn trên da. Thứ hai đó chính là chúng ta hãy uống nước đầy đủ, một ngày từ 2 đến 3 lít nước để cơ thể của bạn luôn được thanh lọc, được mát mẻ và làn da lúc nào cũng ẩm mịn thì hạn chế nóng trong người và cũng hạn chế sinh mụn. Tiếp đến là chúng ta sẽ nói đến chế độ dinh dưỡng. Có nghĩa là hãy cung cấp chế độ dinh dưỡng đầy đủ cho cơ thể, bổ sung thêm kẽm C-Flame tốt cho làn da để hạn chế hình thành mụn. Bên cạnh đó thì bạn không nên ăn những thực ăn như là cây nóng quá nhiều hoặc là chiên nướng và xào sử dụng quá dầu mỡ thì cũng sẽ làm nóng trong người, ảnh hưởng đến cơ thể của chúng ta và cũng sinh ra mụn. Nói chung là có rất nhiều những phương pháp bảo vệ làn da của chúng ta. Bạn có thể bảo vệ đơn giản là bằng cách thoa kem chống nắng. Và khi thoa kem chống nắng thì nhớ là cuối ngày nên vệ sinh da thật kỹ. Lúc này bạn nên dùng kem tẩy trang bạn nhé. Cả các bạn rất nhiều trong việc tìm hiểu về cái vấn đề đó chính là loại bỏ mụn cám trên gương mặt như thế nào là an toàn và hiệu quả nhất cho tất cả mọi người. Và hy vọng rằng với video này sẽ giúp ích cho tất cả các bạn. Nếu như bạn thấy video của Trang chia sẻ ngày hôm nay có ích cho mình thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Và đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang để bạn nhận được những video sớm nhất từ Trang. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Thank you.